nghe sở thiên thư nói có thể chữa khỏi cho mình nhưng trên mặt liễu lâm đào không hề hiện lên sự vui mừng thay vào đó là sự ghét bỏ ông ta đặt đũa xuống nói phò mã xin ngày đừng lấy ta ra làm trò đùa thân thể ta ta hiểu rõ nhất huyền khí đều đã bị đứt đoạn không thể dùng huyền thuật chỉ còn một hạt giống huyền khí phế vật đang không ngừng héo úa huyền sư như vậy có giữ lại bên người thì làm sao có tác dụng gì khi này thiên thư lại nói nếu lời ta nói là thật thì sao nếu ta thật sự có thể chữa khỏi cho ông vậy ông có muốn xem xét một chút hay không liễu lâm đào ôm quyền cười nói ha ha nếu phò mã nói thật lòng vậy đời này liễu lâm đào ta sẽ một lòng phụng sự cho phò mã sẵn sàng để phò mã sai khiến bất cứ lúc nào khi này thiên thư chậm rãi đứng dậy được rồi có lời này của ông là đủ rồi lát nữa hãy theo ta về phủ công chúa nếu như đã ăn no vậy hãy đi tắm rửa thay một bộ y phục mới đi liễu lâm đào cũng đứng dậy nói phò mã tin tưởng giữ ta lại đương nhiên ta rất biết ơn như lão già này cũng đã nói trước rồi nếu như không thể hồi phục huyền khí ta cũng sẽ thức thời mà rời đi thiên thư quay lại ánh mắt đầy tự tin nói đương nhiên ta hiểu ta ra ngoài trước đây ông thu xếp xong xuôi thì xuất phát ngay một lúc sau thiên thư đang nói chuyện với lôi tam hổ thì liễu lâm đào bước ra sự xuất hiện của ông ta làm cho lôi tam hổ có chút bất ngờ sau đó khuôn mặt của bà ta đỏ lên nhìn đến liễu lâm đào chà chà không ngờ đấy ông không chỉ trẻ hơn hẳn so với khi trước mà còn khá bảnh bao khi này lôi tam hổ hình như đã trúng phải tiếng xét ái tình bà ta liên tục di chuyển dòng ngó liễu lâm đào quái lạ vậy sao ngày trước phải làm ăn mày chứ nếu ông ăn mặc như vậy từ trước nói không chừng lão nương sẽ thuê ông vào làm tiểu nhị đấy liễu lâm đào khi này cũng ôm quyền khách sáo nói đa tạ gần đây đã làm tam nương bận tâm rồi một ngày nào đó nếu công thành danh tội ta chắc chắn sẽ báo đáp lôi tam hổ khi này có chút ngượng ngùng khua tay được rồi lão nương không thèm được ông báo đáp chỉ cần ông không hận ta là được nếu sau này ông thật sự có tiền đừng quên ghé tiệm ta nhiều một chút qua sát cảnh tượng này khuôn mặt thiên thư có chút bối rối hai cái người lạc quẻ này sao mình lại có cảm giác họ đang liếc mắt đưa tình với nhau thế nhỉ thôi bảo thu ngọc và đông ngọc đưa ông ta về phủ công chúa trước mình phải đi tìm lưu miệng rộng để hỏi xem còn tin tức về huyện sư nào không đã khi này lưu đại trùy đang lớn tiếng nói chuyện với một người nào đó ngươi nói cái gì người này đã hai ngày không tới vậy ngươi có biết hắn ta ở đâu không khi này thiên thư cũng đi đến nơi này từ xa hắn đã lên tiếng lưu đại trùy sao lại lớn tiếng như thế lưu đại trùy quay lại nói phò mã hô diên giác hiện không ở chỗ này nghe đến cái tên kỳ lạ này thiên thư như nhớ ra gì đó khi này lưu đại trùy nói Ta đột nhiên nghĩ đến vào một buổi tối cách đây không lâu, có một người sai khước đột nhiên tới phố buôn người. Hắn vừa hay đạt yêu cầu của phò mã đưa ra. Nghe nói khi trước cũng là một cao thủ, tu vi đã đạt tới đỉnh thối thể cửu trọng, thậm chí còn từng làm tướng, nhưng sau này không biết vì sao lại sa cơ lỡ vận, chẳng những mất hết chức quan, mà còn bị dáng làm thứ dân. Gia trẻ trong nhà cũng người chết người tha hương, hiện giờ đã chẳng khác nào kẻ tàn phế. Trong khoảng thời gian này nghe nói hắn vẫn luôn làm công ở gần đây, tiểu nhân đang tìm hắn ạ. À, thiên thư xoa cầm thầm nghĩ, hô diên giác cái tên này sao nghe có vẻ rất quen thuộc. Hình như trước kia từng nghe đại nương nhắc đến khi nói chuyện với người khác, bà ta nói gì nhỉ hình như là tấm gương xấu của nhà võ tướng gì đó. Ba năm trước Hồ Diên Giác thân là đại tướng tọa trấn biên quan phía Nam, như lại bị yêu thú và binh mã Trần Quốc đột kích, không chỉ bị mất thành trì mà bản thân cũng bị trọng thương, tuy rằng bảo vệ được dân chúng trong thành rút lui an toàn, nhưng vẫn vì tội mất thành, bị triều đình phế quan bãi chức dáng làm thứ dân. Người như vậy chắc chắn sẽ hận triều đình đến tận xương, mình thân là phò mã hoàng tộc, có khi cũng bị người ta liệt vào sổ đen thiên thư đang suy nghĩ thì từ xa truyền đến tiếng nổ do đánh nhau một người từ trên lầu bị đánh văng xuống mặt đất thiên thư có chút bất ngờ lại có người dám đánh nhau ở trên phố buôn người lúc này một người đàn ông bị đánh ngã từ trên lầu cao xuống mặt đất trong bộ dạng vô cùng đau đớn ở trên lầu một nam thanh niên tuấn tú phía sau có hai tên hộ về nhìn xuống phía dưới nói lớn hồ diên giác nếu như bây giờ ngươi bằng lòng ký khế ước bán nhà ta có thể sẽ tha cái mạng chó của ngươi nhưng nếu không đồng ý thì hôm nay lão tử sẽ đánh gãy hai chân của ngươi. Nghe cái tên Hồ Diên Giác, Thiên Thư nhìn đến thì có chút bất ngờ. Khi này Hồ Diên Giác đang chống đỡ cơ thể ngồi dậy, kèm theo lời nói, họ nhà kia dù ngươi có cầu xin ta, khấu đầu lại ta, ta cũng không để ngươi được như ý đâu. Muốn nhà của ta ư? Có bản lĩnh thì cướp của ta xem nào. Ngươi cũng chỉ đầu thai sớm hơn ta mấy năm thôi, đừng có làm con chó điên liếm chân cho người khác như vậy. Nghe những lời mắng chửi này, tên tóc hồng vô cùng tức giận. Thật đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt người đâu đánh hắn cho ta đám thuộc hạ nhanh chóng lao về phía hồ diên giác lúc này thiên thư cũng đang ở đó thấy đám người lao đến thiên thư lập tức lao lên phía trước dùng thái cực quyền đánh bại mấy tên đang lao đến bảo vệ cho hồ diên giác thấy có người đứng ra giúp mình hồ diên giác ngạc nhiên hỏi ngài là ai thiên thư khi này chậm rãi nói hồ huynh đệ để xong chuyện ở đây rồi chúng ta hãy nói khi này tên tóc hồng nói lớn đây không phải là phò mã sở thiên thư sao phủ công chúa nguy nga ngươi không ở sao lại rảnh đến đây xen vào chuyện của người khác vừa nói tên tóc hồng vừa lao đến tấn công sở thiên thư nhưng sở thiên thư cũng không phải là một tay mơ hắn nhanh chóng đỡ đòn và tránh đi một hướng khác thiên thư mặt lạnh như băng nhìn tên tóc hồng ban ngày ban mặt dưới chân thiên tử mà ngươi cũng dám ngang nhiên lộng hành như vậy sao tóc hồng cười lớn ha 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 dưới chân thiên tử ư ngươi coi mình là phò mã thật đấy à cả tần đô này ai không biết ngươi chỉ là một bức bình phong hai ngươi cảm thấy đánh thắng được hồ bất hối thì đã thành cao thủ rồi vừa nói tóc hồng vừa liên tục tấn công sở thiên thư thấy thiên thư liên tục lui lại tóc hồng lại càng đắc ý chỉ biết đánh quyền giả mà thôi có tư cách gì mà diễu võ dương oai trước mặt bổn công tử khi này thiên thư mặt lạnh như băng nói ta bảo ngươi dừng tay lại ngươi không nghe thấy sao vừa nói thiên thư cũng phản công một trưởng đánh bay tên tóc hồng trong sự ngỡ ngàng của hắn tóc hồng bị thiên thư đánh ngã trên mặt đất thương thế không nhẹ hắn lò mọ ngồi dậy dùng ánh mắt không cam tâm nhìn đến sở thiên thư khi này thiên thư nói thế nào giờ đã chịu dừng tay lại chưa đánh không lại tóc hồng giờ trò uy hiếp sở thiên thư ngươi nhất định phải xen vào chuyện của ta sao ngươi có biết ta là ai không vậy ngươi dám lo chuyện nhà của trấn quốc đại tướng quân sao nghe cái tên trấn quốc đại tướng quân sở thiên thư bắt đầu suy nghĩ trấn quốc đại tướng quân này họ ngô tên là ngô ngọc luân thống lĩnh năm vạn vũ lâm cấm về quân của tần đô ở nước tây tần cũng được xem là quyền thế che trời so với phủ huyền vũ tướng quân thậm chí còn hơn một bậc hơn nữa còn được hoàng đế tín nhiệm còn có năm vạn cấm vệ quân cứ như định hải thần trâm bảo vệ an nguy thần đô thấy sở thiên thư khoanh tay đứng im không lên tiếng Tóc Hồng tức giận mắng: "Sở Thiên Thư, ta khuyên ngươi đứng sang một bên đi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Hồ Diên giác này đã đắc tội với cô phụ của ta, hôm nay ta chỉ giúp cô phụ dạy dỗ hắn một phen mà thôi, nếu còn xen vào chuyện của người khác, ngươi đừng trách ta xử cả ngươi." Khi này Thiên Thư cũng đưa ánh mắt nhìn về Hồ Diên giác cân nhắc. Sau một lúc Sở Thiên Thư dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Tóc Hồng, "Nếu ta cứ nhất định phải xen vào thì thế nào?" Tóc Hồng khuôn mặt đỏ bừng tức giận mắng: "Ngươi làm vậy là muốn tự tìm chết có đúng không?" Video đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi và hy vọng các bạn sẽ yêu thích video của mình các bạn có thể ấn vào nút đăng ký cũng như chuông để nhận được thông báo video tiếp theo một cách nhanh nhất mình xin chân thành cảm ơn